Chào các bạn, rất vui mừng chúng ta lại được gặp nhau trong video tiếp theo của chúng tôi trên kênh Lê Lực Tử Vi. Quý anh chị thân mến, và trong cái video này thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn tổng quan tử vi của 12 con giáp trong năm 2021 chi tiết và chính xác nhất. Thì chúng ta biết rằng năm 2020 Canh Tý tưởng chừng là một cái năm mà khởi sắc thành công, nhưng lại là một năm vô cùng sóng gió đối với loài người trên toàn thế giới bởi dịch bệnh và thiên tai. Do đó mà cái việc dự đoán và xem tử vi cho 12 con giáp trong năm 2021 vô cùng quan trọng. Hãy cùng Lê Lực Tử Vi chúng tôi dự đoán cái vận mệnh thái ất tử vi của 12 con giáp trong năm 2021 để có thể đón lành, tránh dữ, chuẩn bị những điều tốt lành nhất cho năm 2021 này. Và ở cái phần này thì Lê Lực Tử Vi chỉ đưa ra những cái tổng đoán cơ bản của từng con giáp căn cứ vào chuyển động chu kỳ mà chúng tôi nghiên cứu và tổng hợp từ nhiều cái nguồn tài liệu khác nhau. Việc xem tử vi năm 2021 của 12 con giáp. Con người có nắm bắt vận hạn tốt xấu về công danh, sự nghiệp, tài lộc làm ăn, tình duyên gia đạo theo từng tháng trong năm 2021 để tạo dựng cho tương lai gần những cái thành quả tốt đẹp hơn. Luận giải tử vi năm 2021 của 12 con giáp được chất lọc từ tinh hoa của khoa tàng học thuyết, công trình khoa học của văn hóa của thời đại. Chi tiết chúng ta sẽ tìm hiểu đến là lá số tử vi trọn đời năm 2021, lịch tử vi năm 2021, thái ất tử vi, hệ thống của cửu tinh lưu niên, sao chiếu mệnh và hạn trong vận hạn 12 con giáp năm 2021 và cùng các cái tài liệu liên quan đến cung phi của mỗi mệnh. Và nắm bắt tử vi năm 2021 của 12 con giáp giúp mỗi người có thể xu các tị hung, tìm lành, tránh dữ, từ đó mà tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thành công và ngày càng thịnh mãn. Và trước hết thì chúng ta cùng đến với tử vi năm 2021 của người tuổi Tý. Thì xem tử vi năm 2021 thoát khỏi năm Phạm Thái Tuế, người tuổi Tý bước vào năm Tân Sửu với cái vận khí hành thông, hứa hẹn đón nhiều điều tốt đẹp bất ngờ. Về công danh thì trong năm 2021 này, vì được lục hợp quý nhân tương trợ, chuyện làm ăn sự nghiệp của người tuổi Tý nói chung khá thuận lợi, có sự thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng chức tăng lương thêm nữa. Bản mệnh được chính ân và chính quan tương hỗ, chuyện làm ăn dù có khó khăn bước đầu nhưng về sau vẫn đạt được kết quả tốt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, có thể được cất nhắc lên vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý lãnh đạo với như một tay cầm dấu, một tay lĩnh chức quan của thời xưa. Ngoài ra thì trong năm tuổi Tý được Thái Dương cát tinh chiếu mệnh rất tốt trong sự nghiệp, con đường thăng tiến. Về vấn đề tài lộc thì bản thân mệnh các tuổi Tý đã có số vượng tài, lại thêm Tý Thủy chiêu tài tốt nên là trong cuộc sống sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ. Bạn cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ cái điều này. Và trong năm 2021, bản mệnh lâm cục diện lục hợp Thái Tuế, công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm ăn, không lo thiếu tiền xài. Và muốn có kế hoạch tài bất ngờ thì bản mệnh có thể thử sức ở một số các lĩnh vực mới như là đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt. Có như thế mới tránh được cái thiệt hại về tiền của. Tiếp theo là về vấn đề tình duyên thì bước sang năm Tân Sửu, Tuế Can Tân Kim chính là thiên ân tinh của tuổi Tý chủ về. Có quý nhân là nữ giới trợ lực, ví dụ làm mai mối, giới thiệu đối tượng, trưởng bối xem duyên. Lại thêm lục hợp Thái Tuế hỗ trợ nên chuyện tình cảm của tuổi Tý thuận lợi hơn so với tử vi năm 2020 về phương diện này. Theo đó, bản mệnh đón không ít hỷ sự trong năm. Về vấn đề sức khỏe thì dưới sự hỗ trợ của cục diện lục hợp Thái Tuế, phương diện sức khỏe của tuổi Tý trong năm 2021 không quá có nhiều biến động. Nhìn chung, bản mệnh không mắc trọng bệnh, dễ gặp dữ hóa lành. Có điều, nhiều thời điểm trong năm có bệnh phù, hung tinh tác động khiến sức khỏe suy giảm, tuổi Tý dễ đổ bệnh. Dù không phải bệnh nguy hiểm nhưng cũng gây không ít rắc rối cho cuộc sống và vấn đề tài chính. Theo đó thì trong cuộc sống hay lao động, tuổi Tý cần nâng cao tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, đề cao cảnh giác, không chủ quan. Có như vậy
mới tránh được nguy hiểm bất ngờ. Về tổng quan tuổi Tý thì dự đoán tử vi tuổi Tý năm 2021 cho thấy thì năm nay sẽ là một năm tuyệt vời đối với người tuổi Tý. Bạn sẽ có thể nắm bắt được nửa cuối năm sẽ rất tốt cho người tuổi Tý vì những điều tuyệt vời sẽ bắt đầu hiện diện trong cuộc sống của họ. Các ngôi sao được sắp xếp có lợi cho bạn trong năm nay, do đó mà không có gì khiến bạn phải lo lắng về tình trạng của mình trong cuộc sống. Những dự đoán của tử vi năm 2021 đang cho bạn biết rằng hãy sẵn sàng cho những thay đổi tích cực sắp diễn ra trong cuộc sống của bạn. Sao đào hoa đang chiếu sáng cho bạn trong năm này. Bạn sẽ tạo ra được những mối quan hệ công việc tuyệt vời với đồng nghiệp của mình ở nơi làm việc. Bạn cũng sẽ gần gũi hơn với gia đình và bạn bè của mình. Những dự đoán của chiêm tinh học năm 2021 tiết lộ rằng những tháng âm lịch tốt nhất của bạn trong năm là tháng 7, tháng 12 và tháng 3. Tuy nhiên thì bạn vẫn cẩn thận với những tháng 6, tháng 5 và tháng 2 âm lịch vì chúng có thể gây rắc rối trong cuộc sống của bạn. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây đấy chính là tổng quan tử vi tuổi Tý trong năm Tân Sửu 2021 này. Quý vị thân mến, và tiếp theo trong cái chuyên mục tử vi hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là tổng quan tử vi của người tuổi Sửu trong năm 2021 này. Thì về cái vấn đề tài chính thì có thể nói tài chính người tuổi Sửu trong năm 2021 không thuận lợi về tiền bạc. Trong năm nay, tuổi Sửu tuy kiếm được tiền nhưng lại tiêu pha nhiều trong cuộc sống. Về công việc thì trong năm nay, tuổi Sửu nếu biết khiêm nhường thì công danh sẽ rất thuận lợi. Còn nếu so đo tính toán thì tuổi Sửu sẽ không gặt hái được thuận lợi trong công việc của mình. Và về vấn đề tình cảm thì chuyện tình duyên của tuổi Sửu trong năm 2021 không ổn định, có thể gặp nhiều biến cố không may xảy đến. Tuy nhiên thì nếu cố gắng, bạn sẽ vẫn có khả năng giữ được tình cảm của mình một cách tốt nhất qua năm 2021 này. Về vấn đề sức khỏe thì sức khỏe của người tuổi Sửu trong năm 2021 ngày một suy giảm, đặc biệt là những bệnh liên quan đến đường hô hấp và tiêu hóa. Chính vì vậy mà tuổi Sửu cần thận trọng trong sức khỏe của mình và nên đi khám định kỳ để phát hiện bệnh lý và điều trị một cách tốt nhất. Về vấn đề tổng quan của tuổi Sửu thì các bạn chú ý rằng là người cầm tinh con trâu có những cái phẩm chất như điềm đạm, kiên nhẫn và có ý chí cao và đáng tin cậy. Họ là những người đạt được cái thành công nhờ vào cái sự cần cù và chăm chỉ, là người sống thiên về lý trí hơn tình cảm. Họ là người thường tự hào về bản thân mình và ít khi chịu sự thỏa hiệp. Người sinh tuổi này nên tập tính hài hước để cuộc sống trở nên vui vẻ hơn. Tuổi Sửu tượng trưng cho cái sự siêng năng và lòng kiên nhẫn. Năm Sửu thường có tiến triển vững vàng và một sức mạnh bền bỉ. Những người tuổi Sửu thường có tính cách là thích hợp để trở thành một nhà khoa học. Con trâu biểu tượng cho mùa xuân và nông nghiệp vì nó gắn liền với cái cày và thích đầm trong bùn. Chính vì vậy mà những người mang tuổi Sửu thường khá điềm đạm và rất kiên định nhưng lại cũng rất bướng bỉnh. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với tổng quan tử vi của người tuổi Dần. Thì đối với người tuổi Dần trong năm 2021 này, về công việc, tuổi Dần cần quyết đoán hơn trong công việc của mình thì mới có thể thành công được. Ngoài ra thì tuổi Dần cũng cần cẩn thận với lời nói và quan niệm xã hội của mình. Có như vậy thì những người tuổi Dần mới đón được cái kết quả tốt đẹp như mong muốn. Còn về tình cảm thì năm 2021, tình cảm của người tuổi Dần tiến triển tốt. Tuy nhiên khi quyết định một điều gì đó, bạn cần giữ sự bình tĩnh và tránh cãi vã và xung đột nhỏ nhặt không đáng có. Ngoài ra bạn nên lắng nghe đối phương nhiều hơn để tình cảm trở nên gắn kết hơn. Về sức khỏe năm 2021 của tuổi Dần không cải thiện được quá nhiều, đặc biệt là các cái bệnh liên quan đến thần kinh, mất ngủ. Chính vì vậy mà những người tuổi Dần cần thư giãn nhiều hơn, tránh những cái công việc nặng nhọc và suy nghĩ thoải mái và tích cực hơn. Về vấn đề tổng quan của người tuổi Dần thì đối với người tuổi Dần là người mà thích mạo hiểm, dám chấp nhận rủi ro, có óc sáng kiến và có nhiều nghị lực, là người năng động. Họ thích trở thành trung tâm của sự chú ý trong cộng đồng và thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Những người tuổi Dần thường rất dễ nổi giận, thiếu lập trường nhưng họ có thể rất mềm mỏng và xoay chuyển cá tính cho thích nghi với hoàn cảnh.
Người ta nói rằng hổ là chúa tể rừng xanh, thường sống về đêm và gợi lên những cái hình ảnh về bóng đen và giông tố. Giờ dần bắt đầu từ 3 đến 5 giờ khi cọp trở về hang sau khi đi rình mò trong đêm. Tiếp theo chúng ta cùng sang tổng quan tử vi của người tuổi Mão. Thì đối với người tuổi Mão thì về công việc thì những người tuổi Mão trong năm 2021 cần cẩn trọng cái cọ, cạnh tranh ghen ghét nhẫn nại hơn. Chỉ có như vậy thì mới giúp được những người tuổi Mão có cuộc sống và công việc thuận lợi như mong muốn. Về tình cảm, năm 2021 tình cảm tuổi Mão tiến triển tốt. Có thể nói tuổi Mão là những người chỉnh chu, lịch sự và vô cùng tinh tế. Chính vì vậy mà tuổi Mão được nhiều người yêu quý. Về sức khỏe, người tuổi Mão trong năm 2021 có sức khỏe dẻo dai và bền bỉ. Tuy nhiên họ là người khá lười vận động. Chính vì thế mà những người tuổi Mão cần thay đổi thói quen để tránh mắc những cái căn bệnh về xương khớp. Đối với người tuổi Mão thì chúng ta thấy rằng tuổi Mão tượng trưng cho những người mà ăn nói nhẹ nhàng, nhiều tài năng, nhiều tham vọng và sẽ thành công trên con đường học vấn. Họ rất xung khắc với người tuổi Tý. Người tuổi Mão có tinh thần mềm dẻo, tính kiên nhẫn và biết chờ thời cơ trước khi hành động. Và những người tuổi Mão là người có ý chí mạnh, giàu cảm xúc, chu đáo, tự tin và khiêm tốn. Họ là người thường có nhiều bạn bè và thích có một cuộc sống dễ chịu và thoải mái. Tuy nhiên họ cũng là người có thể đưa ra những lời khuyên mạnh mẽ và hợp lý. Tiếp theo chúng ta cùng đến với tử vi của người tuổi Thìn trong năm 2021 này. Thì đối với người tuổi Thìn về công việc thì có thể nói là năm 2021 Tân Sửu là cái năm công việc của tuổi Thìn cần cẩn trọng hơn, kẻo không đạt được cái kết quả tốt. Về tài chính thì về cái lĩnh vực tiền bạc thì tình duyên đối với người tuổi Thìn trong năm 2021 Tân Sửu nói chung sẽ thuận lợi hơn so với năm cũ 2020. Về vấn đề tình cảm thì tình cảm tuổi Thìn có sự gắn kết. Có thể nói trong tình yêu đôi lứa họ là người luôn biết giữ lửa, biết cách lắng nghe và chia sẻ với người yêu. Về sức khỏe thì trong năm 2021 sức khỏe tuổi Thìn có sự sa sút không đáng kể. Vì vậy mà tuổi Thìn cần quan tâm đến bản thân của mình nhiều hơn nữa. Tuổi Thìn là biểu tượng của nước và là cái dấu hiệu thuận lợi cho nông nghiệp. Người tuổi Thìn rất trung thực, năng nổ nhưng rất nóng tính và bướng bỉnh. Họ là biểu tượng của quyền lực, sự giàu có, thịnh vượng và của hoàng tộc. Họ là những người vui tính, dễ hòa đồng, mạnh mẽ, năng động và có nhiều nghị lực. Họ là người được nhiều người hâm mộ nhưng cũng là người mong muốn người khác cũng phải đạt được những cái mục đích giống như mình trong cuộc sống. Tiếp theo, đấy là người tuổi Tỵ. Thì về người tuổi Tỵ trong năm 2021 thì chúng ta chú ý một số các cái vấn đề như sau. Thứ nhất là về công việc, thì công việc của người tuổi Tỵ trong năm 2021 nói chung là khá gian khó và vất vả. Trong năm nay thì những người tuổi Tỵ cần cố gắng nhiều hơn để gặt hái được thành công. Về tình cảm, chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ không có sự khởi sắc quá nhiều. Chính vì vậy bạn cần thận trọng hơn trong tình yêu, tránh những cái xung đột không đáng có. Về sức khỏe thì trong năm 2021 này thì sức khỏe người tuổi Tỵ cũng không được tốt. Có thể nói tùy vào mỗi người tuổi Tỵ khác nhau, ngày tháng giờ sinh, bệnh nặng nhẹ khác nhau. Đối với người tuổi Tỵ là rắn, rất thông minh, họ thích hợp với những cái đất ẩm ướt. Rắn tượng trưng cho cái sự tiến hóa vĩnh cửu của tuổi tác và sự kế vị, sự phân hủy và sự nối tiếp các cái thế hệ của nhân loại. Người tuổi rắn rất điềm tĩnh, hiền lành, sâu sắc và cảm thông nhưng thỉnh thoảng cũng hay nổi giận. Họ rất kiên quyết và cố chấp. Những người tuổi Tỵ thường được xem là người tao nhã, thông thái, sắc sảo nhưng hơi mê tín. Họ có thể có những cái năng khiếu bẩm sinh và những cái khả năng siêu việt. Họ cũng là người hiếm khi nhận được lời khuyên từ người khác, có lẽ là do khả năng giao tiếp của họ không được tốt lắm. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với tử vi tổng quan của người tuổi Ngọ. Thì về công việc thì có thể nói là trong năm 2021 này thì mọi việc của người tuổi Ngọ diễn ra bình thường. Nhưng cũng cần đề phòng những cái chuyện thị phi, thua kiện. Ngoài ra thì tuổi Ngọ cũng cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Những thị phi có thể dẫn tới những cái mâu thuẫn ảnh hưởng tới phát triển sự nghiệp của người tuổi Ngọ.
Về tình cảm thì có thể nói chuyện tình cảm của tuổi Ngọ trong năm 2021 không gặp quá nhiều sóng gió. Tuổi Ngọ là người có bản tính không quá cố chấp nên luôn có thể bỏ qua được những cái lỗi lầm của đối phương. Về sức khỏe thì mặc dù có thể lực khá tốt, tuy nhiên thì năm 2021 lại là năm mà những người tuổi Ngọ thường mắc phải các cái bệnh về xương khớp, các bạn cần chú ý. Về nhìn nhận một cách tổng quan thì người tuổi Ngọ là những người làm việc chăm chỉ và có tinh thần độc lập trong cuộc sống. Họ cũng là những người vui vẻ và thân thiện, tuy có lúc là hơi bướng bỉnh trong đời sống tình cảm. Họ có thể yêu rất dễ dàng nhưng cũng chia tay nhanh chóng. Tuổi Ngọ thường được cho là có tính thanh trạch, cao quý và thông thái. Người tuổi này thường được quý trọng và thông minh, mạnh mẽ và đầy thân ái tình người. Tiếp theo chúng ta cùng đến với người tuổi Mùi. Đối với người tuổi Mùi trong năm 2021 về công việc thì tuổi Mùi sẽ có một năm Tân Sửu với tiền bạc, công việc gặp nhiều hanh thông và may mắn. Về tình cảm, năm 2021 chuyện tình cảm của tuổi Mùi khá bình yên. Họ sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình duyên đôi lứa trong năm này. Về vấn đề sức khỏe thì về sức khỏe nói chung trong năm 2021 thì tuổi Mùi cần lưu ý sức khỏe của mình. Bởi trong năm này người tuổi Mùi có vận hạn không tốt về sức khỏe. Ngoài ra thì trong năm này những người tuổi Mùi cũng phải đề phòng những chuyện thị phi trong cuộc sống. Để nhìn nhận một cách tổng quan thì người tuổi Mùi thường là những người mà lịch thiệp, thân mật, tốt bụng, hay làm việc thiện nhưng lại rụt rè, nhút nhát nên đôi lúc dễ bị người khác lợi dụng. Họ cũng là người nhạy cảm và thường bị cảm xúc chế ngự trong cuộc sống, một xu hướng có thể dẫn đến cái tình trạng buồn bã, phiền muộn và sống khép kín. Họ thường rất điềm tĩnh nhưng nhút nhát, rất khiêm tốn nhưng không có lập trường. Họ ăn nói rất vụng về, vì thế họ không thể là người bán hàng giỏi nhưng họ rất cảm thương những người hoạn nạn và thường hay giúp đỡ mọi người. Tiếp theo chúng ta cùng đến với tử vi tổng quan của người tuổi Thân trong năm 2021 này. Thì đối với người tuổi Thân, về vấn đề tài lộc thì nhìn chung trong năm 2021 Tân Sửu, tài lộc của người tuổi Thân không tốt nên nếu muốn kinh doanh buôn bán trong năm này thì tuổi Thân phải có những cái tính toán kỹ lưỡng cho mình. Về công việc thì đối với người tuổi Thân trong năm 2021 thì tuổi Thân cần tỉnh táo hơn để giải quyết công việc của mình. Nhìn chung tốt nhất là bạn nên có kế hoạch cụ thể thì mới mong gặt hái được thành công trong năm này. Về tình cảm thì năm 2021 tình cảm của người tuổi Thân vẫn bền chặt, đôi khi có một số xích mích không đáng có nhưng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Về sức khỏe của tuổi Thân trong năm 2021 khá dẻo dai, tuy vậy trong năm nay bạn cần quan tâm hơn đến sức khỏe của mình, đặc biệt là các cái bệnh về đường hô hấp. Đối với người tuổi Thân thì để nhìn nhận một cách khách quan tổng thể thì người tuổi Thân là người mà rất thông minh, nhạy bén và lanh lợi. Họ là người nhanh chóng nắm bắt mọi vấn đề nảy sinh trong cuộc sống và khi họ đã bắt tay vào việc gì thì thường đạt đến thành công. Ngoài ra họ còn là người dễ mến, hòa đồng, linh hoạt và khéo tay. Họ là những người rất vui vẻ, khéo tay, tò mò và nhiều sáng kiến, nhưng họ lại nói quá nhiều nên dễ bị người khác xem thường và khinh ghét. Khuyết điểm của họ nằm trong tính khí thất thường và không nhất quán. Thứ 10, đây là tử vi của người tuổi Dậu. Bây giờ chúng ta cùng xem tổng quan tử vi của người tuổi Dậu trong năm 2021 này. Người về tài chính thì trong năm 2021 Tân Sửu thì vấn đề tiền bạc của người tuổi Dậu nhìn chung là tốt hơn năm 2020. Tuy nhiên thì trong năm nay tuổi Dậu cần chi tiêu có kế hoạch để tránh nguy cơ tổn thất. Về công việc thì công việc của tuổi Dậu trong năm 2021 nhìn chung cần đề phòng để tránh những cái kẻ phá hoại hay cướp bóc ảnh hưởng tới công việc của mình. Về tình cảm thì năm 2021 thì chuyện tình cảm của tuổi Dậu sẽ gặp khá nhiều trắc trở. Chính vì vậy bạn cần thận trọng nhiều hơn trong các cái mối quan hệ mới. Về sức khỏe thì sức khỏe của người tuổi Dậu trong năm 2021 nói chung dễ bị thương tật. Chúng ta có thể nhìn nhận ở một cái góc độ là tổng quan thì chúng ta sẽ thấy được rằng người tuổi Dậu thường có cái khuynh hướng bảo thủ, mặc dù bề ngoài họ luôn thể hiện sự xông xáo, linh hoạt và tự tin. Tuy nhiên họ thuộc loại người làm việc chăm chỉ và có tính quyết đoán.
Những người sinh vào năm Dậu được xem là người có tư duy sâu sắc. Họ thường kiếm sống nhờ kinh doanh nhỏ, làm ăn cần cù giống như những chú gà bới đất tìm sâu. Và vấn đề thứ 11 là chúng ta cùng xem tổng quan tử vi của người tuổi Tuất trong năm 2021 này. Thì đối với người tuổi Tuất về cung danh sự nghiệp, thì trong năm 2021 này, tuổi Tuất về vấn đề tiền bạc nhìn chung có nhiều chuyển biến tích cực và thuận lợi hơn. Tuy nhiên thì trong năm này nếu bạn đầu tư vào bất động sản thì nên cẩn thận. Về tình cảm thì năm nay xét về tình cảm, tuổi Tuất nhìn chung tương đối tốt. Về sức khỏe thì trong năm 2021 thì sức khỏe của tuổi Tuất cần đề phòng bệnh tật. Nhìn chung thì tuổi Tuất thường có những cái phẩm chất nổi bật là đáng tin cậy, thông minh và trung thủy. Họ là người có tinh thần cống hiến, biết lẽ công bằng và không hề sao nhãng trách nhiệm. Họ còn là người biết đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của chính họ và cũng là người không bao giờ bỏ rơi bạn bè, người thân trong cơn hoạn nạn. Và thứ 12 thì chúng ta cùng đến với tử vi của người tuổi Hợi trong năm 2021 này. Thì đối với người tuổi Hợi về công việc thì có thể nói trong năm 2021 này thì công việc của tuổi Hợi gặp nhiều căng thẳng. Chính vì vậy để trong năm tuổi Hợi cần cố gắng nhiều hơn nữa sẽ đạt được cái kết quả cho năm 2021. Về vấn đề tài chính thì trong năm nay thì tuổi Hợi cần đề phòng tiền bạc. Nói chung năm nay tuổi Hợi tiền kiếm thì ít nhưng chi tiêu vào cuộc sống thì lại nhiều. Về vấn đề tình cảm thì chuyện tình cảm của tuổi Hợi trong năm 2021 vô cùng tốt đẹp. Bạn có thể có một cái mối quan hệ mới hoặc tiến tới hôn nhân trong năm này. Về sức khỏe thì sức khỏe tuổi Hợi trong năm 2021 thì nhìn chung là xấu, cần đề phòng về vấn đề về bệnh tật. Nhìn chung thì tuổi Hợi tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. Những người tuổi Hợi thường rất hào hiệp, ga lăng, tốt bụng và dũng cảm, nhưng họ lại rất bướng bỉnh, nóng tính. Tuy nhiên thì người tuổi Hợi lại khá siêng năng và chịu lắng nghe. Tuổi Hợi có những cái phẩm chất quý như là mạnh mẽ, can đảm, kiên nhẫn và đáng tin cậy. Ngoài ra thì họ còn là người trung thực, vị tha, khiêm tốn và thân thiện với mọi người xung quanh. Vì thế mà họ thường có những cái mối quan hệ xã hội bền vững. Quý vị thân mến, như vậy là ở trên đây thì chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là tổng quan tử vi của 12 con giáp trong năm 2021 chi tiết và chính xác nhất về các cái vấn đề như là công danh, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, vân vân. Và mong rằng với thông tin này sẽ giúp ích cho quý anh chị được rất nhiều trong cái việc mà chủ động đón lành, tránh dữ, chuẩn bị những điều tốt nhất cho năm 2021 sắp tới đây. Và nếu như quý vị còn có những điều gì còn băn khoăn thắc mắc hay là muốn tư vấn riêng về tuổi của mình thì quý anh chị có thể để lại những lời bình luận bên dưới của video và chúng tôi sẽ phản hồi lại với quý vị trong thời gian sớm nhất. Và video này xin được tạm dừng tại đây. Xin được chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.